những dấu hiệu báo hiệu là cơ thể của mọi người đang thiếu vi chất. Đầu tiên là mọi người hay bị mệt mỏi, lúc nào trong tình trạng chán nản, mệt mỏi, mặc dù mọi người đã ngủ đủ rồi thì có thể mọi người đang bị thiếu vitamin D hoặc vitamin C, đặc biệt là vitamin D3. Bởi vì với cái cuộc sống thành thị hiện tại, mọi người không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều, chúng ta chỉ tiếp xúc với đèn điện thôi, làm cho mọi người bị thiếu vitamin D. Và một trong những nghịch lý là người Việt Nam của chúng ta 70% dân số thiếu vitamin D, và làm cho mọi người ngoài cái tình trạng thiếu canxi ra thì mọi người còn có tình trạng bị mệt mỏi hay là chán nản. Mọi người có thể bổ sung vitamin D hoàn toàn tự nhiên từ ánh nắng mặt trời hoặc ở trong các đồ ăn nó có như kiểu thịt cá, trứng sữa. Thứ hai là mọi người luôn luôn trong cái tình trạng mà bị nhiệt miệng, rất hay bị nhiệt miệng, thì có thể là mọi người đang thiếu vitamin B12. Và mọi người có thể bổ sung ở trong những cái loại thịt đỏ, ở trong cá, trong rau bó xôi, trong trứng hay là trong ngao, hay là trong các loại cá biển sâu. Thứ ba là mọi người sẽ luôn luôn thấy tóc của mình khô, rối rồi dễ rụng, thì khả năng là mọi người đang có thể bị thiếu các nhóm liên quan tới thiếu vitamin nhóm B hoặc là acid folic, và rất hay gặp ở những người có vấn đề về dạ dày hay đường tiêu hóa. Mọi người có thể bổ sung ở trong các loại tinh bột còn nguyên hạt, hay là mọi người có thể bổ sung dưới dạng là những cái loại dầu ô liu hay là dầu hạt lanh, dầu dừa. Nếu như mọi người thường xuyên bị chuột rút hay là mọi người bị tê bì dâm gian ấy, cái tê bì dâm gian khác với cái việc mà mọi người tê bì theo đường dây thần kinh nhá, thì báo hiệu là mọi người đang thiếu canxi hoặc là magie. Nếu như mà mọi người thiếu canxi, nó sẽ gây ra cái tình trạng mà mọi người có thể bị chuột rút ở trong xương. Và thường là chúng ta đã thiếu canxi rồi, chúng ta sẽ thiếu những cái nhóm chất đi kèm là thiếu magie, thiếu vitamin D3 hoặc là thiếu cả vitamin K2. Nếu như mà mọi người rất dễ bị bầm da, tức là chúng ta động một tí thôi, chúng ta đã bị chảy máu da rồi, thì cái này khả năng là mọi người đang thiếu vitamin C. Nó rất hay kèm với việc mà mọi người đánh răng, mọi người bị chảy máu chân răng, thì mọi người có thể bổ sung vitamin C. Hay là mọi người chúng ta đang có vấn đề bị sần ở những cái lỗ chân lông, và hay mọi người được gọi là cái tình trạng bị viêm cổ năng lông ấy, hay do thiếu sắt hoặc là thiếu kẽm hoặc là thiếu vitamin A, thì cái này mọi người có thể bổ sung trong cái thịt cá, trứng sữa, nó đều có. Hoặc là mọi người có thể mua tổng hợp những cái thuốc, những cái thực phẩm chức năng mà nó có tất cả những cái loại vitamin, mọi người có thể bổ sung lại.